Rồi, xin chào tất cả anh em nha, và đặc biệt là những người trồng nấm. Và ở cái video này thì mọi người chú ý một cái đặc điểm cực kỳ quan trọng. Hãy lắng nghe kỹ cái video này nếu không muốn mình là người trồng nấm bị thất bại. Và hầu như đến cái mùa nắng này thì cái tỷ lệ mà anh em không chú ý cái vấn đề này là chiếm hết 70% rồi. Và sau một hồi mình đi dạo tất cả các trại thì hầu như trại nào cũng bị và không có để ý cái vấn đề này. Vậy thì ở cái video này mình sẽ chia sẻ kỹ và cực kỳ kỹ cái ở cái điểm này luôn. Và cũng trước tiên cũng cảm ơn tất cả anh em thì trong thời gian qua đã xem, đăng ký ủng hộ kênh của Nấm. Vấn đề chính hôm nay là vấn đề gì? Đó là trong cái quá trình mà nhập phôi về trại của mình nuôi tơ và không để ý, cứ nghĩ thấy nó trắng như thế này rất là đẹp đúng không, mặt đây gọi là mặt tiền, trắng đẹp, nhưng không ai để ý mặt hậu của nó là mặt như thế nào. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ và cái cách giải quyết của nó như thế nào. Đầu tiên mình đi dạo tất cả các trại, mình thấy trại nào nó trắng nó đều như thế này, nhưng khi mình rút cái bịch phôi ra đây, giả sử mình rút cái bịch phôi như thế này, bịch này là ở trên nó trắng thì nó thoáng, nó trắng ok rồi, nhưng không ai để ý cái bịch dưới đây. Đây, và cái trường hợp của nó là trường hợp này nè. Trường hợp này cứ thấy cái mặt nó ở mặt trước nó đẹp thì không để ý cái mặt sau, nhưng không ngờ ở bên trong nó đang bị đơ tơ, hay gọi là nóng quá nó bị chết tơ ở trong này và không có khả năng ăn ở cái khúc dưới này nữa, và nó chỉ tránh cái khúc trên này thôi. Thì tại sao mà cứ ủa tôi trồng nấm mà cứ mùa nắng này nó ra nấm yếu, càng ngày càng yếu, và thậm chí nó giảm đi hơn 50% luôn. Vậy thì giảm như thế nào? Vì lý do nè, đây là một bịch phôi. Mình đang ví dụ trọng lượng của nó là 1,2 kg và dinh dưỡng nó đạt ví dụ như là mình đặt ví dụ nha, 100%, thì bây giờ phôi nó chỉ ăn được có 50% thôi. Cả nhà thấy không? Nó chỉ có được 50% thôi. Vậy còn 50% đây, tơ không ăn xuống được vì lý do nóng quá, mùa nóng à. Với chất kẽ thì cực kỳ dễ bị cái này, treo thì cũng dễ, ít bị hơn, nhưng mà nếu mà treo mà đôi đấu đít nhau thì vẫn bị. Nếu còn trường hợp anh em mà trồng kẽ đơn và treo riêng ra và khoảng cách xa ra thì nó lại khác. Nhưng mà ở đây mình đang đánh giá là vì cái hệ thống anh em trồng nấm bây giờ là tận dụng cái diện tích nên làm kẽ chứa theo cái kiểu này khá là nhiều. Thấy không? Và hầu như đa là bị hết lớp trên. Và lớp dưới thì may ra có cái độ thoáng, lớp dưới này nè, thoáng nè. Còn lớp trên, còn ở giữa là đa số bị hết. Nếu chắc 5 lớp và bị hết. Vậy thì anh em cứ nghĩ bây giờ mình lấy cái bịch này bỏ ra đây, mình lấy cái bịch khác này. Thấy chưa? Hầu như đều bị hết. Và thì bị hết mất 50% thì ở trong này dinh dưỡng nó chỉ có đạt 50%, 50% còn lại không ăn được. Thì sao kêu, thậm chí cái đây nó giảm năng suất. Bình thường thì mùa nắng này trung bình thì năng suất khoảng cỡ 220 gram là đạt đấy. Nhưng mà nếu mà gặp trường hợp này ra nấm thì có khi 100 gram không được luôn, mất một nửa. Và khi đó cây nấm nó ra trời này nó khá là yếu vì lượng dinh dưỡng không đủ để nuôi cái nấm này. Và nó ra mình chăm sóc gặp nắng khí hậu như thế này nữa, còi cọc cái nấm nhìn nó rất là chán. Thêm một cái nữa, mình cũng có hỏi một số trại, anh em nói ủa cái này thì đúng là không để ý, nhưng mà sau khi sau này á, cái bịch phôi mà khi hái xong mình thải ra nó lại trắng đều đẹp. Thì trắng đều đẹp như thế này nè, bây giờ nè nó chạy một nửa nè, đúng lâu quá tới ngày thì nó già quá, nó phải bung nấm, nó bung nấm đúng không, thì trong cái khúc này nó không ăn được tơ, nó sẽ không bao giờ ăn được vì nó nóng quá. Nhưng trong quá trình mình chăm sóc, mình tưới nó thì cái trại nó mát. Nó mát thì cái khúc ở trên này tơ này nó sẽ kéo tơ nó ăn tiếp. Nó kéo tơ nó ăn tiếp. Nhưng mà nó kéo tơ nó ăn tiếp thì nó cũng không có giá trị gì của cái khúc này. Vì cả nhà hiểu một cái này, tơ trước khi mà để nó ăn được cái khúc đen này để tạo thành phẩm là nấm thì nó phải hội tụ các cái yếu tố này. Nó phải phân hủy thẩm thấu được cái hạt mùn cưa và dinh dưỡng để chuyển từ cái
cái mùn cưa này, mùn cưa là cellulo chuyển thành gluco và phân hủy các chất dinh dưỡng để hình thành nấm. Nhưng mà cái thời gian mà mình giả sử như khúc trơ này mình cho ra nấm thì cái thời gian tưới nó mát thì nó sẽ chạy ăn tơ tiếp, nhưng mà nó chỉ bao phủ bên ngoài thôi, nó không thẩm thấu được cái hạt mùn cưa, không phân hủy được cái lượng cellulo vì tơ lúc này khá là yếu. 50% nhiệm vụ của nó sẽ làm nhiệm vụ cho ra nấm, 50% đi làm nhiệm vụ kéo tơ. Vậy thì nó không còn tập trung cái việc mà để hình thành ra nấm nữa, và tơ khúc dưới này nó trắng nhưng mà dinh dưỡng nó không phân hủy được để nuôi cái nấm này. Vậy thì nó chỉ có ăn được 50 cái trên này thôi. Và thì 50 khúc trên này nó đã giảm 50% của cái sản lượng rồi. Thay vì 220 gram thì bây giờ nó chỉ còn có 101. Nhưng chăm không đạt có khi nó còn 7-80 gram có. Thì vậy thì 7-80 gram đối với mua cái bịch phôi về, mình giả sử mua cái bịch phôi về là 4.000. Chăm sóc kỹ thuật này kia nó cũng lên gần 6.000. Vậy thì ra khoảng 100 gram bán được, bây giờ có ngon lắm bán lẻ đi 5.000. Lỗ. Đấy là lỗ trước mắt, chưa tính nhiều cái lỗ nữa và cái vấn đề gọi là tinh thần. Nên anh em trồng nấm cứ thấy càng ngày tôi càng trồng càng lỗ, càng ra nấm yếu là vì cái lý do khúc này này mình để ý nhiều nhất này. Vậy thì cái cách khắc phục nó bây giờ là như thế nào để đạt được cái hiệu quả của cái mùa nắng này? Rồi, mình chia sẻ cái cách khắc phục này. Đây, để mình lấy cái ví dụ những cái kệ trong xưởng của mình. Đối với những anh em trồng nấm theo cái kệ như thế này nha, thì khi mình nhập phôi về để tránh cái trường hợp nó bị nóng quá, vì cái kệ mà hồi giờ mình hướng dẫn cho cả nhà làm á, là thường là 42, thì làm như thế để nó tiện được cái diện tích. Khi mình nhập phôi về, thay vì cái kệ đó là kệ 3 lốp, đây mình đang ví dụ là kệ 3 lốp, nhưng kệ trồng thì thường nó 5 lốp. Thì nếu 3 lốp như này thì mình chắc lên kệ của mình từng 2 lốp thôi, còn lại một lốp, tức là một tầng nó là 3 lốp, mình chắc 2 lốp thôi, còn một lốp mình cho nó dựng đứng hết dưới đất như thế này. Mình cứ để nó dựng đứng như thế này hết dưới đất. Khi nào chừng khoảng cả 10 đến 15 ngày sau là nó chạy trắng hết cái đít này thì mình sẽ tiến hành mình chắc lên. Vì trong cái quá trình này nó không có ảnh hưởng gì, vì mình nhặt dưới đất mình chắc lên kệ nó rất nhẹ nhàng, nó không qua cái khâu vận chuyển. Như mình thường nói xuất hàng cho khách ấy, thì mình không xuất phôi già vì lên xe vận chuyển nó sẽ bị nát cái bịch phôi đi. Nhưng ở đây nó rất là tiện, nhẹ nhàng, nhặt bỏ lên là xong. Rồi, thêm đó là kệ. Còn đối với trường hợp anh em treo dây cũng vậy. Có thể là mình treo hai cái mà nó đối đích với nhau ấy, thì mình treo một lốp thôi, một đường dây thôi. Còn một đường dây còn lại thì mình để dưới đất luôn, không cần bỏ lên đâu. Còn bây giờ nếu như mà anh em có diện tích rộng thì mình làm cái gì? Kệ đơn, treo đơn là quá ok, nhưng mà diện tích nó chiếm. Cái thứ hai nữa là kệ chiếc A. Anh em ngày xưa có hay làm kệ chiếc A thì cái lỗ của dưới chiếc A nó cũng thoáng, nó chạy tơ rất là tốt. Rồi, còn hoặc là vẫn làm kệ 5 năm nhưng mà thay vì mình hướng dẫn cả nhà là làm 42 thì mình có thể làm 50-60 để cái luồng giữa này, cái lô giữa đây này, nó được rộng hơn. Đấy, cái lô giữa đó nó rộng rãi hơn thì nó vẫn tơ nó thoáng, nhưng mà cái biện pháp mà mình thấy chắc dưới đất vẫn là ok nhất. Chắc lên, chắc dưới đất tránh rồi bỏ lên, thì chỉ có cách đó mới giúp được cho những anh em trồng nấm hạn chế cái việc bị đơ tơ chạy nửa vạch. Và đó là nguyên nhân mà gây thất bại của anh em trồng nấm mùa nắng và tỷ lệ bỏ trại khá là nhiều. Thì đó là nội dung quan trọng của những cái video này. Thì anh em có gì cần góp ý thì cứ comment bên dưới. Vì trong quá trình anh em hỏi hay là mình khảo sát, mình thấy vấn đề gì mình chia sẻ vấn đề đấy. Mình không thể nào mà gom hết tất cả các vấn đề thành một cái video. Nó rất là dài. Và nhiều lúc anh em chờ mà để ra được cái video đó thì nó khá là lâu. Mình tích lũy cả chục năm nay thì mình mới có được những cái kinh nghiệm để chia sẻ anh em. Vì vậy anh em cần chú ý để thực hiện cái biện pháp này trong cái mùa hè nắng nóng, với đặc biệt là cái miền Trung của mình. Miền Nam, miền nào cũng vậy, tốt nhất cứ làm vậy đi nha.
Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi và đăng ký kênh. Chúc cả nhà sức khỏe. Và nếu thấy video này hay thì mình hãy đăng ký kênh và chia sẻ giúp nấm nha. Chúc cả nhà sức khỏe và tất cả anh em trồng nấm thành công trong cái mùa nắng này. Còn mùa mưa thì nó khá là dễ rồi, nó vẫn rất là mát mẻ rồi. Nhiều lúc nó lạnh quá còn phải ủ nóng nữa. Nên đây là mình đang chia sẻ cái video của mùa nắng nha cả nhà. Rồi, bye bye cả nhà nè.